Vâng, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với đại số 8, bài 12, chia đa thức một biến đã sắp xếp. Ở đây người ta dùng phép chia và cái hỏi chấm 1 là nhân hai cái lại xem có bằng không. Thì nhân đa thức với đa thức thì mọi người chắc là vững rồi. Thôi cứ làm thôi. Thì chúng ta nhân ở đây á, là trước cái x bình có số 1, dương với dương, 1 nhân 2 bằng 2, x2 nhân x2 bằng x4. Xong tiếp tục lấy cái x bình này nhân tiếp bên này thì là trừ âm nhân dương bằng âm, 1 nhân 5 bằng 5. Chúng ta cứ tưởng tượng trước cái x bình này là phải có số 1, không viết tức là có số 1. X bình nhân x1 là x3, x2 nhân x1 là x3. Tiếp lại lấy cái x bình đó nhân với số 1, cái gì nhân 1 cũng bằng chính nó, cho nên cộng x bình. Tương tự như vậy thì đến cái 4 này, nhân cái thứ nhất là thành trừ 8, số nhân số, chữ nhân chữ, x3. Tiếp âm nhân âm bằng dương, 4 nhân 5 20, x nhân x, x bình. Tiếp cái gì nhân 1 cũng bằng chính nó, cả dấu luôn. Đến số 3, âm 3 nhân 2 là âm 6 x bình. Âm 3 nhân âm 5 là 15 x. Và âm 3 nhân với dương 1 thì âm 3. Đó. Thì mũ 4 lớn nhất hạ xuống. Không có ai giống mình cả. Mũ 3 thì có ở hai chỗ. Trừ 5 mũ 3, trừ 8 mũ 3. Thì nó ra trừ 13 x mũ 3. Là hết mũ 3. Mũ 2 thì 1 cộng 20 ra 21. 21 trừ đi 6 thì còn 15. Còn 15 x bình. Em giúp tôi đi. 15 trừ đi 4 còn dương 11 x. Trừ đi 3. Như vậy là 2, 13, 15, 11, 3. Xem so với đầu bài xem có đúng không. 2x4. À bên này có 2x4, 24 trừ 13x3 cộng 15x bình cộng 11 trừ 3. Đúng rồi. Chia có dư nữa, soi sang bài tập. Bài tập thì sắp xếp theo giảm dần của biến rồi mới chia. Thì ở đây nó chưa sắp xếp thì mình sắp xếp mũ lớn nhất là mũ 3. Sau đó thì đến mũ 2. B cả cái dấu của nó theo dấu của nó đứng ở đằng trước nó nha. Rồi đến mũ 1. Rồi đến mũ 0. Rồi mới chia cho x trừ 3. Thì cứ lấy cái thằng thứ nhất, chia cái thằng thứ nhất.
Thì x3 chia cho x1 thì được x2. Rồi nhân ngược lại, x2 nhân x1 được x3. X3 trừ đi x3 là hết. Xong cái vụ thứ nhất, sang cái vụ thứ hai. À chết. Xin lỗi, không phải. Nhân ngược lại là x2 nhân với x1 được x3. X2 còn nhân với trừ 3 đây nữa là thành trừ 3 x bình. Tức là lấy cái to nhất ở bên này, chia cho cái to nhất ở bên này. To nhất ở cái số bị chia đó, của cái đa thức bị chia là x mũ 3. Và to nhất của cái đa thức chia là x. Cho nên là sau đó được x bình rồi lại nhân ngược lại. Lấy x bình nhân x bằng x3. X bình nhân trừ 3 này bằng trừ 3 x bình rồi gạch. 33 hết. Nhìn này, đây ở đây có dấu trừ này. Trừ x bình trừ đi trừ 3x bình. Thì có nghĩa là thành cộng 3x bình. Tức là cho nên nó sẽ thành là trừ x bình cộng 3x bình thì thành 2x bình. 2x bình. Về nguyên tắc thì mình sẽ tưởng tượng là sẽ hạ cái 7 trừ 7x xuống. Rồi cộng với 3 hạ hết xuống như này. Đó. Tức là cái chỗ này đã xong. Cái chỗ này đã xong, không thèm nhắc đến nữa. Về đến hạ hai kia xuống đây. Thì lại lấy cái to nhất là 2x bình này, chia cho x thì nó được 2x. 2 chia 1 được 2. X bình chia x được x. Thì nhận lại nhân ngược lại thì nó lại bằng 2x bình. Trừ đi 6x. 2 nhân 3x trừ 6x. Cộng 3. À chết chết. Trừ đi 6x. Nhân ngược lại là nó 2x bình trừ đi 6x thôi. Rồi lại trừ đi. Thì chỗ này bằng 0. Trừ 7 trừ đi trừ 6 là anh trừ 7 cộng 6 bằng trừ x. Bằng trừ x. Cộng với 3. Thì ở đây được trừ 1. Trừ 1 nhân ngược lại ra trừ x cộng 3 là hết. Phép chia này là xong. Đó. Vậy là kết quả của phép chia được từng này. Thì mình có thể viết bằng vào đây. Bằng. Tức là ngoặc này chia ngoặc này thì được x bình cộng 2x trừ 1. Đó. Là xong ý à. Đến ý B. Ý B sắp xếp chưa? Chưa, còn một cái chỗ xíu ở đằng đuôi kia thôi. Nhớ là sắp xếp rồi mới chia. Không là không chia được đâu. 2x4 chia thì nó lộn xộn lắm. Trừ 3x3. Trừ 3x bình. Cộng 6x. Trừ đi 2. Chia cho x bình trừ 2. Thì lại lấy cái to nhất, chia cái to nhất ở cái đa thức bị chia này là 2x mũ 4, còn ở đa thức chia là x bình. Như vậy trước x bình này coi như có số 1, thì số chia số là 2 chia 1 được 2, x4 chia x bình thì được x2. Sau đó nhân ngược trở lại, thì 2x bình nhân x bình là 2x mũ 4 này. 2x bình nhân với lại âm 2 là trừ 4x bình. Thì lại phải viết ở dưới cái chỗ trừ 4x bình này. X bình thì viết thẳng x bình. Như vậy không có x3. Nó để như này. Trừ. Thì chỗ này tưởng tượng như là số 0. Đúng không? Số 0. Thì cái này chia này hết. À cái này trừ này hết. Trừ 3x3 trừ đi 0. Thì vẫn là trừ 3x3. Đó. Trừ 3x bình trừ đi trừ 4x bình thì thành cộng 4x bình. Cho nên là nó sẽ thành là cộng x bình. Tức là 4x bình trừ 3x bình. Đó. Rồi mình hạ thằng 6x với lại trừ 2 xuống cùng đi. Và mình quên cái phần này, quên luôn cái phần này đi. Mình sẽ tập trung xuống đây. Thì lại lấy cái cao nhất là trừ 3x3.
chia thì trừ 3 chia 1 được trừ 3, x3 chia x bình được x thôi. Xong lại nhân ngược lại được trừ 3x3. Đó, trừ 3x nhân với trừ 2 thì thành cộng 6x. Mà cộng 6x thì lại phải viết tít từ cái chỗ x ấy. Đó, x phải đi liền với x. Thì cái này hết. X bình chỗ này coi như có số 0 thì vẫn là x bình. Đó. X bình trừ đi 0, x bình 6x trừ 6x hết. Thế còn trừ 2. Vậy thì được cộng 1 vào đây. Kết quả là xong. Vậy đáp án của nó, của cái này mình ghi là bằng cái này. Đúng không? Bằng cái này. Thế là xong. Xong cái bài số 1. Bài 68 là dùng hằng đẳng thức để mà thực hiện cái này. Chúng ta có thể giản ước á, thì dùng, nếu hằng đẳng thức thì để xử dưới dạng phân số là a bình phương cộng 2ab cộng b bình phương thì sẽ bằng a cộng với b tất cả gì nhỉ, bình phương chia cho a cộng b à. Thế thì cái đáp án của ia nó sẽ bằng là x cộng y, tức là x cộng y mũ 2 chia cho x cộng y mũ 1 thì bằng x cộng y mũ 2 trừ 1 bằng 1. Là xong. Đó là xong. Ý A. Thế còn ý B. Ý B là 125 là 5x tất cả mũ 3 đó. Thì mình sẽ viết thành A mũ 3 5x tất cả mũ 3 là A mũ 3 cộng với 1 mũ 3. 1 viết thành 1 mũ 3. Tất cả nhân với chia cho 5x cộng 1. Bằng tôi mũ 3 cộng anh mũ 3 thì bằng tôi cộng anh. Tôi cộng anh. Tôi cộng anh. Đôi bạn thân rất thân. Sau đó đến tôi bình. Tôi bình là 5 5 25 x bình cộng với anh nhân tôi. Tôi nhân anh là 5 x nhân 1 thì vẫn là 5 x cộng với anh bình là 1 bình vẫn là 1. Rồi chia cho 5 x cộng 1 thì rõ ràng là cái này sẽ giản ước với cái này thì còn lại kết quả là 25 x bình cộng 5 x cộng 1. Thế là xong. Thế là xong ý B. Giờ đến ý C. Ý C thì sẽ thành là x trừ y. X trừ y tất bình. A bình trừ 2b cộng b bình phương mà. X trừ y tất bình. Chia cho y trừ x. Riêng với cái tất cả bình phương. Thì x trừ y tất cả bình phương cũng bằng y trừ x tất cả bình phương. Cho nên bằng y trừ x. Tất cả bình phương. Bình phương nó đảo ngược được như thế. Chia cho y chữ x. Và cuối cùng nó bằng là y chữ x. Tức là y chữ x tất cả mũ 2 chia cho y chữ x tất cả mũ 1. Thì bằng y chữ x tất cả mũ 2 chữ 1 bằng 1. Là xong. Cái bài 68. Sang cái bài 69. Cho hai đa thức tìm dư trong phép chia. Thì mình cứ chia đi, đến bao giờ dư thì mình để đấy. 3x4 cộng x3
cộng 6x trừ 5 chia cho x bình cộng 1 3x4 cộng x3 cộng 6x trừ 5 chia cho x bình cộng 1. Thì đấy, to nhất chia to nhất, 3x4 chia cho x bình thì được 3x bình. Thì nhân ngược lại được 3x4. 3x bình nhân 1 cộng với 3x bình. Mà ở đây không có x bình thì phải tránh lé nó ra. Đấy, bình không có rơi vào đâu cả. Thì 4 trừ đi 4 là bằng 0 này, 3 thì trừ đi 0, không có 3 mà. Dưới không có 3 thì vẫn là x3. X bình ở bên trên không có, tức là số 0, trừ đi bên dưới là trừ đi 3x bình. Xong rồi đến 6x thì bên dưới không có, sẽ cứ thế hạ xuống. Trừ đi 5 và quên cái ban đầu này đi. Lại tiếp tục từ đây, làm lại từ đầu thì đây là x3 chia x bình thì lại được x. Rồi lại nhân ngược lại là x3 cộng x, x thì lại phải để dưới chỗ x. Đó. X3 hết, trừ 3x bình, ở đây là 0, cho nên vẫn là trừ 3x bình. 6x trừ 1x còn 5x. Trừ đi 5. Xong lại quên hết cái chỗ này đi, lại xuống bên dưới. Lại được trừ đi 3. Trừ 3x bình chia x bình giờ được trừ 3. Nhân ngược lại là trừ 3x bình. Trừ đi 3 nhân 1 là trừ 3, lại viết xuống cái chỗ thẳng với số này. Thì chỗ này là hết. 5x trừ đi 0 ở đây này thì thành 5x. Trừ 5 trừ đi trừ 3 là thành cộng 3 là thành trừ 2. Đó. Thì bao giờ ở cái bậc ở đây là mũ 2 này, mà cái bậc ở đây trở thành mũ 1 này, bao giờ mũ của biến mà nhỏ hơn thì lúc đó được gọi là số dư, không chia được nữa. Vậy thì sẽ viết được thành 3 x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng 6x trừ đi 5 bằng b nhân với q cộng r a chia cho b. B là x bình cộng 1 nhân với q, q là 3x, là cái chia được á, 3x bình cộng x trừ 3. Rồi cộng với cái dư là 5x trừ 2. Đó. Viết được bài số 9 dưới dạng như vậy. Sang luyện tập dài không? Để cắt một video xong lại ôn tập chương 1 nữa cơ. Hay để luyện tập riêng một video đi nhỉ? Ở đây mới có 3 bài. Thế thì làm hết luyện tập vào cái video này đi. Ai à, cũng dài ghê đó. Không sao. Cho hết luyện tập vào đây. Làm tính chia. Chia này thì dễ hơn. Lấy từng cái chia. Lấy cái đầu này chia. Thì số chia số là 25 chia 25 được 5. Chữ chia chữ. X5 chia x2 được x3. Chia thì bằng trừ mũ. Mũ 5 trừ mũ 5. Tiếp tục lấy cái này chia. Thì dấu chia dấu là âm chia dương được âm. 5 chia 5 được 1, không cần viết. X4 chia x2 được x2.
Tiếp tục đến cái này, dương chia dương được dương, 10 chia 5 được 2 là cộng 2. X bình chia x bình hết. Đó là xong. Đến ý B này. B này 15 chia cho 6 thì được 15/6. Mà giả nước cho 3 luôn đi. Thì nó được là giả nước cho 3 được 5/2. 15/6 là 5/2. X3 chia x bình được x. Y bình chia y được y. Tiếp đến chỗ này. Âm chia dương được âm. 6 chia 6 được 1. X bình chia x bình được 1. Y chia y cũng được 1 luôn. Hai đường này giống nhau à? Thì trừ đi 1. Đúng chưa? Đúng rồi. Tiếp trừ đi 3 chia 6 được 3/6. Tối giản là 1/2. 3/6 là 1/2. Đúng rồi. X bình chia x bình còn 1. Y bình chia y bình được y. Vậy chỉ còn y thôi. Xong. Hết. Bài 70, bài 71. Không chia. Hãy xem có chia hết cho không. Không chia. Không chia chỉ nhìn số không quan tâm. Số không quan tâm. Dấu không quan tâm. Đây số 1 cũng không quan tâm luôn. Chỉ nhìn quan tâm vào chữ. Chữ thì cùng là chữ x. Thì chỉ nhìn vào mũ thôi. Mũ ở đây là mũ 4. Cao hơn chia được. Mũ 3 cao hơn chia được. Mũ 2 cao hơn chia được. Như vậy chắc chắn chia hết. Chia hết. Chỉ sợ mũ nó nhỏ hơn thôi. Thì nó không chia được. Ở đây mũ 2 thì cứ lớn hơn bằng 2 là chia được. Ở bên dưới nhìn vào cái này là mũ 1 là cao nhất đây này. Là của mũ 1 cao nhất. Thì bên trên này chắc chắn là không chia được. Là vì nó có số 1 này. Cái này chia được. Vì x của nó mũ 2. Cái này chia được. Vì x của nó mũ 1 là lớn hơn bằng. Nhưng cái này không chia được. Bởi vì cái này là 1 nhân với x mũ 0. Mũ 0 thì bé hơn. Cho nên không chia được. Không chia được. Thì cái phép chia bên trên là hết. Mà phép chia bên dưới là có dư. Có dư. Như vậy phải tất cả các hạng tử của cái đa thức này đều phải chia hết cho cái đa thức bên dưới này. À nhưng mà biết đâu được nhỉ. Cái bên trên nó là đa chia đơn. Nhưng mà bên dưới nó là đa chia đa. Xin lỗi. Đa chia đa thì không phải xét như thế. Đa chia đa thì không được tính à. Chết cha. Không được tính thì hằng đẳng thức. Có được không? Hằng đẳng thức ở chết bên dưới là không phải xét như trên đâu. A bình phương trừ 2B cộng B bình phương là x trừ 1 tất bình. X trừ 1 tất bình. Mà bình phương thì lộn được thành 1 trừ x. À hết đấy. Chia hết tất bình. Dùng không tính. Không tính nhưng bây giờ như này vẫn gọi là tính. Chết chà. À không thực hiện phép chia. Ừ mình có thực hiện phép chia đâu. Mình thực hiện phép hằng đẳng thức cơ mà nhỉ. Yeah. Thì nó vẫn chia hết. Như vậy là cái set bậc ấy là chỉ có đa chia cho đơn thôi. Còn nếu đa chia cho đa thì nó không còn đúng nữa. Nha. Đa chia cho đa thì phải cứ thế mà chia. Cứ thế mà chia. Còn nếu không chia thì may ra cái này có hằng đẳng thức thôi. Còn những cái khác thì chịu. Rồi. Như vậy cả hai cái đều chia hết. Và chúng ta không cần phải chia cũng biết. Một cái áp dụng tính chất là đa chia đơn. Thì mọi cái bậc của mọi bậc phải lớn hơn bằng. Thế còn đa chia đa thì không được. Chẳng qua ăn may ở đây là dùng hằng đẳng thức thôi. Đi tiếp. 72. Là bây giờ thực hiện chia. Làm tính chia. Chia tính làm. Khi trong phương đông vừa hé anh dương, khăn quàng đỏ tươi chúng em đến trường. Em yêu khăn em càng gắng hóc hành, sao cho xứng châu bác Hồ Chí Minh. Nhìn bao khăn thăm tươi, lòng rộn bao sướng vui. Cho vào đây, rồi mình chia. Mình chia thì mình sẽ vẽ như thế này cho nó dễ nhìn, đúng không? Bỏ cái ngoặc đi. Thì cao nhất chia cao nhất.
là 2x mũ 4 chia cho x bình thì được 2x bình. Rồi mình nhân ngược lại thì 2x bình nhân x bình là 2x 4. 2x bình nhân trừ x là trừ 2x 3, trừ đi 2x 3. 2x bình nhân 1 là cộng 2x bình. Xong mình đặt cái dấu trừ ở giữa này nữa, xong mình kéo xuống như này. Thì 2x 4 chia 2x 4 bằng 0. X mũ 3 trừ đi trừ 2x mũ 3, tức là cộng, trừ đi trừ thành cộng, cho nên thành 3x mũ 3 cộng với 3x mũ 3 trừ 3x bình trừ đi 2x bình thành trừ đi 5x bình. Chỗ này không rất dễ nhầm dấu đấy, cẩn thận. À, rồi hàng này không có gì thì hạ xuống theo y như thế là 5x trừ đi 2. Rồi quên cái bên trên đi, coi như xong. Bây giờ nhìn xuống bên dưới, lại bắt đầu từ 3x3 chia x bình thì được 3x nhân ngược lại thì 3x mũ 3. 3x nhân x là trừ 3x bình cộng 3x, 3x nhân 1 là 3x. Đó, bắt đầu. Tèng 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 0 trừ 5x bình trừ đi trừ thành cộng thì còn trừ 2x bình. 5x trừ 3x thì còn 2x trừ đi 2. Thì ở đây sẽ thành trừ 2. Lại quên hết bên trên đi, tập trung vào đây. Trừ 2x bình, chia x bình được trừ 2. Trừ 2 nhân trừ 2x bình cộng 2x trừ đi 2. Đây bằng 0. Thế là đây là phép chia hết. Xong. Đáp án được cái này. Viết lại là gì? Viết lại là hai cái kia chia cho nhau bằng cái này. Nhá. Viết lại ở đây này. Ngoặc này này. Chia cho ngoặc này. Đấy. Thì bằng cái ngoặc bên dưới. Đấy. Viết như thế thôi. Viết cái ngoặc lại vào là xong. Còn bây giờ tính nhanh của cái bài 73. Tính nhanh là sao? Tính thế nào cho nó nhanh? Hai con đầu tiên thì viết thành 2x tất cả bình trừ đi 3y tất cả bình đóng ngoặc như này nữa chia cho 2x trừ 3y bằng 2x trừ 3y 2x cộng 3y chia cho 2x trừ 3y gạch 2x trừ 3y 2x trừ 3y thì còn lại 2x cộng 3y. Xong. Ý B 27 là 3x tất cả mũ 3 1 cũng cho thành mũ 3 3x trừ 1. Như vậy là phải áp dụng hàng đẳng thức của lớp 8 rất là tốt. Đó. Giỏi lớp 8 thì sẽ giỏi lớp 9. Nó cứ thế nó gối nhau. Tôi mũ 3 trừ anh mũ 3 bằng tôi trừ anh. Nhân với tôi bình. 3x tất cả bình là 9x bình. Cộng với anh nhân tôi. Tôi nhân anh là 3x. Nhân 1 vẫn là 3x. Cộng với anh bình. 1 bình nhân 1. Chia cho 3x trừ 1. Thì hai cái này giản ước đi.
cuối cùng là bằng cái còn lại, xong. Xong IA, IB. Bây giờ đến IC. 8x mũ 3 biết thành 2x tất cả mũ 3. Cộng với 1 mũ 3. Đóng mở ngoặc vào. Chia cho. Ở đằng sau cứ để vậy. 4x bình trừ 2x cộng 1. Tôi mũ 3 cộng anh mũ 3 bằng tôi cộng anh 2x cộng 1 nhân với tôi bình phương là 4x bình 2x tất bình bằng 4x bình cộng anh nhân tôi trừ anh nhân tôi là trừ 2x nhân 1 vẫn 2x cộng anh bình. Đã chia cho 4x bình trừ 2x cộng 1. Thế là hai thằng này giản ước đi thì đáp án còn cái thằng này. Xong với C. Xong với C. Bây giờ đến ID. ID là thế nào? Ghép cái số 1 với số 1 thì sẽ thành như này. X bình thì ghép với trừ cộng x y. Cho một ngoặc. Hai thằng kia là trừ 3 trong còn x cộng y. Lại tiếp. Như vậy nó ghép hai cặp 1, cặp sau đưa trừ 3 chung luôn rồi, cặp đầu có x chung. Bằng. X này, trong con x cộng y. Trừ đi 3. X cộng y đóng chia cho x cộng y bằng bên trong sẽ đưa x cộng y ra chung thì còn x trừ 3 chia cho x cộng y bằng gạch x cộng y đi thì còn x trừ 3. Xong. 74. Tìm A để cái này chia hết cho cái này. Thì cứ chia thôi. 2x 3. Trừ 3 x bình cộng x cộng a a đây là số nhé chia cho x cộng 2 thì lại lấy to nhất chia to nhất 2 x 3 chia x thì được 2 x bình nhân vào đây được 2 x 3 nhân ngược lên cộng 4x bình trừ đi cái này hết cái này trừ đi trừ 3x bình trừ 4x bình là trừ 7x bình 7 bình cộng x cộng a trừ đi 7 x là ra trừ đi 7x bình trừ đi 14x. Quên cái trên này đi. Đến đây. Cái này bằng 0. Trừ x trừ đi trừ 14 thành cộng 14 là 15x.
cộng a thì được 15. 15 nhân x bằng 15 x. 15 nhân 2 là 30. Chỗ này mà chúng ta thấy 15 trừ 15 thì nó bằng 0 rồi. A trừ 30. A trừ 30 là số dư đó. Vào A trừ 30 là bởi vì A là số, 30 là số, số với số là bậc 0 rồi, thì nhỏ hơn bậc, thì đây chính là số dư. Muốn một phép chia mà chia hết thì số dư phải bằng 0, trên A trừ 30 phải bằng 0, vậy suy ra A bằng 30 thì phép chia này sẽ trở thành phép chia hết. Đó là xong, còn ôn tập chương 1 để vào một cái video khác.